Chào các cụ nhá. Mát trời rồi, xe bây giờ bán hết rồi. Còn vài em giá hợp lý rồi, mà đẹp như này. Mà các cụ mà cứ chần chừ rồi đến em này giá hợp lý như này là cũng bán mất thôi nhá. Xem xe thì đến Đông Sơn Thủy Nguyên Hải Phòng và liên hệ cho Lân Tùng. Giới thiệu cho các cụ là nhà em ở Đông Sơn Thủy Nguyên Hải Phòng. Số điện thoại với lại Zalo của em là 0907719111. Các cụ cứ đến với em. Rất nhiều xe đẹp và hợp lý. Thực ra là như em này là em quay lại thôi, quay lại cho các cụ nhá. 199 triệu. Morning số sàn 2011, cực đẹp. Xe đi gia đình, không kinh doanh taxi dịch vụ gì cả. Mà đăng kiểm với em này rất dài nhé. Tháng 6 năm 2022, một năm. Chiếc xe như này thì các cụ đi về thì chỉ cứ sẵn đi, sẵn dùng thôi, không có lỗi gì cả. Tiêu hao nhiên liệu chỉ khoảng tầm 5 đến 45 lít. Hơn cái xe máy một xíu, mà chở được 4-5 người. Tất cả trên xe là zin toàn bộ nhá. Màn hình màn hung chưa lên, nhưng mà mâm lên cái mâm này rồi. Mâm nó bé bé này thôi, nhưng mà lên cái mâm đúc này rồi. Lốp luôn các thứ còn mới này. Quay lốp cho các cụ xem. Có 199 triệu. Mình có thể mua được một chiếc xe gia đình màu đỏ. Cái màu này thì nó là cái màu may mắn rồi. Nên là cụ nào cũng có thể đi, cụ nào cũng có thể là đi cái màu đỏ này nhá. Có những màu người ta kiêng màu như kiểu là màu trắng hoặc là màu đen nhỉ? Có nhiều người sẽ kiêng, nhưng cái màu đỏ này kể cả kiêng mình vẫn cứ đi được. Thì chi tiết của chiếc xe thì em sẽ quay qua sơ sơ thôi. Chắc là em quay lại chất xe nó còn rất là ok. 2011 rồi, xe nhập khẩu nhưng mà chất xe rất ok nhé. Biển Quảng Ninh 13218. Hôm trước có một cụ đến xem mà trả chưa tới giá, thì em cứ vẫn cứ để lại đây, xe đẹp mình không bán trước thì bán sau không phải sợ. Cụ nào xem kênh em thì biết rồi, nhà em rất nhiều xe đẹp nhé, khoảng tầm 200 đầu xe rất đẹp. Nhưng mà mấy ngày hôm nay bán đi khoảng tầm 30 xe rồi, không còn nhiều nữa đâu. Nên các cụ liên hệ sớm, xe lên cả đè lổ bằng nút bấm rồi, đè lổ bằng nút bấm. Ghế lỉ nhá, nhưng mà lỉ đẹp nhá, lỉ cực kỳ đẹp và sạch. Nó cùng với cái tông màu của xe thôi, nó cùng với cái tông màu của xe. Nhưng các cụ nhìn đấy vào những cái chiếc như này nhá, nó rất trông nó cái màu như này, nhìn nó nhã nhặn mà nó sạch. Nhã nhặn mà sạch. Vô lăng cái phần này thì ốp giả gỗ bên trong, nhưng mà là nhựa thôi, nhưng bọc da bên ngoài rồi. Xe chạy 2011 đến giờ rồi thì nó cũng phải chục vạn. Xe dân gia đình đi người ta giữ thật, đẹp như này. Không khoan đục, không taxi dịch vụ gì cả. Hoạt động mọi chức năng bình thường trơn tru. Cửa đóng nghe rất thích nhá. Điều cụ này cụ còn chưa lên cái ghế da này. Các cụ nào mà mua xe này nhá, ưng cái xe này thì em lên cho cái bộ ghế da đằng trước này luôn, cho nó cùng màu. Hoặc là lên cái màu ghế da cùng với cái màu bên trong xe này, thay lại toàn bộ cho các cụ luôn. Cửa đóng rất nhẹ nhàng nhá. Cửa đóng nhẹ nhàng. Đi bên ngoài nhìn form dáng ok. 2011 số sàn. Em đang chào bán chiếc này là 199 triệu. 199 triệu thôi. Nói chung là chức năng xe nó đơn giản, nó không có gì cầu kỳ lắm, nhưng mà trông chất xe nó còn rất ok nhá. Liên hệ cho em để chọn được chiếc xe ý. 199 triệu là có thể đến những chiếc xe này thì không làm trả góp nữa. Các cụ mình đến thì mình mua thẳng thôi, trả thẳng thôi. Đẹp như này, màu mè đẹp như này, mã đẹp như này. Liên hệ cho em nhé. Mời các cụ đến Đông Sơn Thủy Nguyên Hải Phòng để xem xe. Chiếc này em vẫn vận chuyển toàn quốc, các cụ cứ ở nhà thôi mà nhận xe. Đi lại dịch dã này thì Hải Phòng bên em chưa có dịch, không có dịch, tiêm vaccine gần hết rồi. Các cụ xem xe thì đến nhà em nhé. Đi lại giờ nó cũng dễ hơn. Còn trong miền Nam các cụ mong sớm qua đại dịch đi, rồi các cụ mua xe ủng hộ em. Đăng ký kênh và để lại bình luận phía bên dưới nhé. Ngoài ra em vẫn còn thu mua xe. Cụ nào có xe muốn bán hoặc biết anh em người thân bạn bè nào có xe muốn bán thì liên hệ cho em. Khi mà em mua được xe hoặc bán được xe nó đều có phần hoa hồng để gửi cho anh em. Anh em xem kênh của mình cũng có thêm phần thu nhập. Mà đăng ký kênh thì nhớ bấm vào phía biểu tượng chuông. Thấy video em ra cái thì các cụ xem ủng hộ cho em luôn, lấy động lực em quay video hàng ngày. Rồi em đang chào bán em Morning 2011 này, biển Quảng Ninh 13218. Số sàn. Máy 1.25. Máy 1.0 chứ. À này 1.0. 199 triệu. Liên hệ cho em để chọn chiếc xe được chọn được chiếc xe ưng ý nhá. Cảm ơn anh em.